Chào mừng các bạn đến với kênh giải trí tổng hợp Kamita TV. Hành trình gia đình, tình yêu và những thử thách trong cuộc sống. Mời các bạn cùng xem các diễn biến tiếp theo của Vui lên nào anh em ơi. Bản quyền thuộc về Đài Truyền hình Việt Nam, chúng tôi bình luận dựa vào những tình tiết diễn ra trong phim. Ở tập trước, anh đến nhà chú Lộc để hỏi xem có ai ở đoàn thanh niên để giúp cô trong công việc. Đúng lúc chú Lộc định gọi Thắng sang để chào chị Ánh một tiếng vừa, hay hai mẹ con Thắng sang chơi. Vậy là sau những ngày rỗi rằn, bỏ nhà ra đi thì Thắng đã ngoan ngoãn về bên gia đình, và được bố mẹ sắp xếp công việc đâu ra đấy với chị Ánh rồi. Mặc dù Thắng chưa kịp nói ra suy nghĩ của mình đã bị bố đá chân, còn mẹ anh thì vồn vã nói, chốt nhá, phần cho Thắng một vị trí nhân viên chỗ anh nhá. Trong một phân cảnh khác, Nhung hẹn người yêu cũ ra một nơi vắng người và nói, tôi hẹn anh ra đây vì ở đây vắng người, tôi không muốn ai biết tôi và anh có mối quan hệ gì cả. Anh muốn nói gì thì nhanh còn biến đi. Người yêu cũ của Nhung tỏ vẻ trơ trẽn, thì anh về đây để hỏi cưới em như lời hẹn ước. Nhưng Nhung dứt khoát, lời hẹn ước đấy đã tan theo số tiền mà anh lấy của tôi đi đánh bạc rồi. Tôi thí cho anh đấy. Nếu không còn gì thì anh biến đi và đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa. Trước thái độ cứng rắn của Nhung, người yêu cũ của Nhung trở mặt đe dọa sẽ lan truyền thông tin hai người đã sống với nhau như vợ chồng bên Hàn Quốc để không ai định lấy Nhung nữa. Sau đó, hắn ta còn dở thói sàm sỡ nhưng rất may Hưng đã có mặt kịp thời. Thực tế, người đáng lo ngại nhất chính là Tiến, người đàn ông duy nhất trong ba anh em đã có vợ con nhưng mà đầu óc anh toàn là ý tưởng làm ăn lớn thôi. Trong khi gia đình nhỏ của Tiến thì còn đang nháo nhào lên, Tiến còn có ý định nam tiến cùng với Hưng. Trong tập tiếp theo, Thắng chuẩn bị đến chỗ làm mới. Anh đứng trước gương, tự nhủ rằng phải cố gắng hết mình để không phụ lòng mong đợi của bố mẹ và Ánh. Khi đến nơi làm việc, Thắng gặp Ánh, cô nở nụ cười động viên, chào Thắng, hy vọng chúng ta sẽ hợp tác tốt. Thắng đáp lại bằng một cái gật đầu chắc chắn, cảm thấy hứng khởi với công việc mới. Ở một diễn biến khác, Nhung ngồi trong quán cà phê cùng Hưng. Cô tâm sự về những khó khăn và lo lắng mà mình đang phải đối mặt. Hưng lắng nghe và khích lệ cô, Nhung, em đã rất mạnh mẽ. Anh tin rằng em sẽ vượt qua tất cả. Đừng để quá khứ làm ảnh hưởng đến tương lai của em. Nhung cảm thấy được an ủi, cô nhìn Hưng với ánh mắt biết ơn, cảm ơn anh, Hưng. Em thật may mắn khi có anh bên cạnh. Hai người chia sẻ những khoảnh khắc yên bình, cùng nhau vạch ra những kế hoạch cho tương lai. Trong lúc đó, Tiến và Ly đang chuẩn bị cho chuyến đi Nam Tiến. Ly lo lắng nhưng cố gắng giữ bình tĩnh để ủng hộ chồng. Trước khi lên đường, Tiến ôm vợ và con vào lòng, anh hứa sẽ sớm trở về và mang lại cuộc sống tốt hơn cho gia đình mình. Những lời nói của Tiến khiến Ly cảm thấy an tâm hơn, dù trong lòng vẫn còn nhiều lo lắng. Tập 11 kết thúc với cảnh Tiến và Hưng lên đường vào Nam. Họ ngồi trên xe, trò chuyện về những kế hoạch và hy vọng cho tương lai. Tiến nhìn ra cửa sổ, nghĩ về gia đình và quyết tâm phải thành công. Hưng ngồi bên cạnh, động viên Tiến, chúng ta sẽ làm được, anh bạn. Chỉ cần chúng ta không bỏ cuộc, những biến cố và thách thức trong cuộc sống của các nhân vật chính vẫn tiếp tục, nhưng họ luôn có niềm tin và sự ủng hộ từ những người thân yêu. Mời quý vị đón xem những diễn biến tiếp theo của bộ phim Vui lên nào anh em ơi. Hãy để lại bình luận của các bạn bên dưới. Like và đăng ký để đón xem các tập tiếp theo nha. Giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.